Quân đội Israel bắt giám đốc bệnh viện lớn nhất giải Gaza. Theo các bác sĩ, quân đội Israel đã bắt giữ giám đốc bệnh viện Al-Shifa, tổ hợp y tế lớn nhất ở giải Gaza. Theo hãng tin AFP, ông Khalid Abu Shamra, một trưởng khoa của bệnh viện Al-Shifa, cho biết giám đốc Muhammad Abu Shamia đã bị bắt vào ngày 23 tháng 11 cùng với một số nhân viên y tế khác. Truyền thông Israel cũng đưa tin về vụ bắt giữ. Một thông tin trên đài truyền hình công cộng Khan của Israel cho biết ông Abu Shamia đang bị cơ quan tình báo Shin Bet và lực lượng phòng vệ Israel thẩm vấn. Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin rằng ông này đã bị giam giữ khi đang di tản đến phía nam giải Gaza. Bệnh viện Ashifa là tâm điểm trong chiến dịch chống Hamas của Israel kể từ khi phong trào Hồi giáo này tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Israel nghi ngờ Hamas có một trung tâm chỉ huy đặt bên trong đường hầm dưới bệnh viện. Hamas bác bỏ thông tin này. Trong những ngày gần đây, Israel đã công bố đoạn video cho thấy các căn phòng và đường hầm bên dưới bệnh viện cũng như khí tài được tìm thấy ở đây theo đoạn video giám sát thu được từ bệnh viện, ít nhất hai con tin bị một số người có vũ trang đưa vào bệnh viện Ashifa vào ngày 7 tháng 10, trong đó có một người bị túm đầu kéo vào bệnh viện. Người phát ngôn quân đội Israel, trưởng đô đốc Daniel Hagari gần đây cũng tiết lộ rằng thông tin tình báo cho biết con tin người Israel tên là Noah Marciano đã bị ra tay ở Ashifa. Không rõ liệu nhân viên y tế tại bệnh viện này có trực tiếp hỗ trợ các chiến binh Hamas trong các hoạt động ở bệnh viện hay không. Trước đó, các binh sĩ đã phát hiện ra một đường hầm dưới bệnh viện Ashifa và đã phá được cánh cửa cuối đường hầm để tiến vào phía trong. Theo đoạn video được ghi lại bên trong đường hầm, lối đi khá rộng rãi và chiều cao trần cũng thoải mái để một binh sĩ tự do di chuyển. Ngoài hành lang còn có các phòng, vị trí lắp đặt bồn rửa được ốp lát cẩn thận. Đường hầm dài 55m và sâu 10m, phía cuối có một cánh cửa màu xám để bảo vệ tài sản của Hamas dưới mặt đất. Khi mở cửa ra, có thể thấy một hành lang sâu xây bằng bê tông, có mái vòm cùng hai cánh cửa nhôm kính có thể thuộc về các căn phòng khác. Hamas từng tuyên bố có khoảng 500 km đường hầm bên dưới giải Gaza, nhưng phủ nhận rằng những đường hầm này nằm trong cơ sở tầng dân sự như bệnh viện. Trong khi đó, Israel cho rằng các đường hầm được sử dụng để cất giấu khí tài, đạn, bảo vệ tài sản như nhân sự và thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bí mật của các chiến binh thuộc phong trào hồi giáo Hamas ở Palestine cũng như để làm các trung tâm chỉ huy và hầm trú ẩn. Thỏa thuận ngừng bắn Israel Hamas chỉ là khoảng lặng trước bão. Israel và Hamas vừa đạt được một thỏa thuận mà về thực chất là sự tạm ngưng chiến sự hoặc một lệnh ngừng bắn tạm thời, chứ không phải một lệnh ngừng bắn thực sự nhằm hướng tới các giải pháp ngoại giao cho xung đột. Đối với những ai quan tâm tới người dân Israel và Gaza, thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas là một tin tức tốt lành. Theo thỏa thuận, Hamas thả 50 con tin họ bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel, đổi lại Israel sẽ ngừng bắn 4 ngày trong chiến dịch tấn công ở Gaza. Theo đó Israel sẽ tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ cho Gaza. Ngoài ra, Israel sẽ thả khoảng 150 người Palestine khỏi các nhà tù ở nước này. Động lực của Israel trong cuộc chiến vẫn không đổi. Thỏa thuận trên là một giải pháp nhân đạo. Thời gian qua, khi Israel phản công, người dân Palestine ở dãy Gaza đã phải chịu cảnh bom đạn và thiếu thốn đủ thứ. Khi lệnh đình chiến tạm thời được thực hiện, các tổ chức nhân đạo quốc tế sẽ có thêm thời gian cần thiết để cải thiện hoạt động của họ tại Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận trên không thay đổi động lực căn bản thúc đẩy Israel phát đầu cuộc chiến ở Gaza sau khi hứng chịu những tổn thất lớn về sinh mạng và vật chất trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Israel kết luận rằng họ không thể dung thứ cho chính quyền Hamas được nữa và lên kế hoạch tiến hành chiến tranh tới trường nào Hamas không còn tồn tại và đe dọa Israel được nữa. Thực tế chỉ ra, kể từ đó Israel đã không chuồn bước trước bất cứ áp lực chính trị quốc tế nào hoặc các rủi ro từ sự thiếu vắng kế hoạch hậu chiến đối với Gaza. Khả năng cao là sau khi việc trao đổi tù binh và tù nhân kết thúc, chiến sự ở Gaza sẽ nối lại và rocket sẽ tiếp tục được phóng về lãnh thổ Israel. Chính phủ Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố công khai và rõ ràng với nội các của mình là chúng ta sẽ không ngừng cuộc chiến này sau khi ngừng bắn kết thúc. Qatar, bên trung gian chủ chốt cho thỏa thuận ngừng bắn nói trên, cũng chỉ dùng thuật ngữ khoảng tạm ngưng nhân đạo trong tuyên bố chính thức của mình. Sự khác biệt từng chừng nhỏ trong cách gọi này nói lên nhiều điều. Một lệnh ngừng bắn theo tới Economist dùng để chỉ một khoảng nghỉ trong chiến sự. Khoảng tạm nghỉ đó được thiết kế để tạo không gian cho tiến trình chính trị có thể chấm dứt xung đột quân sự hiện tại. Trong 15 năm qua, đã có nhiều lần xung đột bùng phát giữa Israel và Hamas và rồi kết thúc bằng lệnh ngừng bắn thực sự. Nhưng thỏa thuận lần này giữa Israel và Hamas có tính chất khác. Nó được tạo ra thuần túy phục vụ mục đích nhân đạo, chứ không phải tạo hành lang cho bất cứ sự nhất trí nào giữa hai bên về việc chấm dứt hoàn toàn cảnh đầu rơi máu chảy. Chính tổng thống Mỹ Biden cũng sử dụng cách gọi tạm ngưng theo nghĩa đó khi bày tỏ ủng hộ quyền của Israel trong việc phát động chiến tranh tiêu trừ Hamas. Khoảng lặng trước cơn bão mới, nhu cầu nhân đạo là có thật và cần kíp. Khoảng 14.000 người Palestine đã không qua khỏi ở Gaza do chiến sự. Ít nhất 1,6 triệu người Palestine đã phải di tản. Dân số Gaza là 2,1 triệu người. Lương thực khan hiếm và hệ thống y tế tại đây gần như sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, thỏa thuận ngưng chiến đó chưa phải là một lệnh ngừng bắn thực sự và kéo dài. Israel chưa đạt được mục tiêu đề ra của họ là hủy diệt Hamas. Cách nói này của Israel có thể được hiểu tối thiểu là loại bỏ Hamas với tư cách là thực thể cai quản Gaza khác với các cuộc xung đột trước đây với Hamas, ban lãnh đạo Israel sẽ không dừng lại chừng nào họ cảm thấy chưa thể tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành trong nỗ lực thay đổi chế độ ở Gaza. Một cuộc thăm dò dư luận tháng 11 cho thấy khoảng 80% công dân Israel, bao gồm cả các tộc người ngoài Do Thái, tán thành hoạt động của quân đội Israel tại Gaza. Riêng trong nhóm dân tộc Do Thái của Israel, con số này lên tới 93%. Do rằng không chỉ có giới chính trị mà đại đa số bộ phận người dân Israel đều tỏ ra phẫn nộ với cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Những người Israel hiện nay phản đối thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, chủ yếu thuộc phe hữu, họ coi đây là trở ngại cho chiến thắng. Một tuyên bố của Đảng Phục Quốc Tôn giáo cực hữu thuộc Liên minh cầm quyền cảnh báo rằng thỏa thuận trên cho phép Hamas tổ chức lại lực lượng để tiếp tục chiến đấu và do vậy điều này là tệ hại và không nên có. Nhà phân tích quân sự Joshi Jehoshua đã gọi thỏa thuận là mưu đồ lừa đảo của thủ lĩnh Hamas Chinoa. Jehoshua kêu gọi chính phủ Israel tiếp tục dồn ép nhánh vũ trang của Hamas cho tới khi sụp đổ và chỉ khi ấy mới tiến tới một thỏa thuận toàn diện. Tất nhiên các quan điểm trên không phải là quan điểm chủ lưu. Nội các Israel đã thông qua việc ngưng bắn tạm thời, phản ánh sự ủng hộ của đa số cho việc tạm đình chiến để phóng thích con tin, nhưng các quan điểm cứng rắn đó cũng nói lên vết hằn trên tâm lý của người Israel sau khi bị tấn công bất ngờ trên diện rộng vào ngày 7 tháng 10. Tàu chiến căn cứ Mỹ bị tấn công dồn dập ở Trung Đông, tàu chiến Mỹ đã bắn hạ các máy bay không người lái phóng từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Sencom thông báo tàu khu trục USS Thomas Hartner đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái UAV tấn công được phóng từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào sáng 23 tháng 11 theo giờ địa phương. Sencom cho biết các máy bay không người lái bị bắn hạ khi tàu chiến Mỹ đang tuần tra biển đỏ. Sencom xác nhận không có thiệt hại nào xảy ra đối với tàu chiến hoặc thương tích đối với thủy thủ đoàn. Trước đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Thomas Hartner cũng đã bắn hạ một UAV được phóng từ Yemen qua Biển Đỏ hôm 15 tháng 11. Tháng trước, một tàu chiến khác của Mỹ đã chặn 4 tiền hành trình và 15 máy bay không người lái do Houthi phóng từ Yemen tới Israel. Houthi gần đây cảnh báo rằng các tàu của Israel trong khu vực và các vùng lãnh hải khác của Yemen có thể bị nhắm mục tiêu. Houthi, lực lượng thân Iran, đã nổi lên như một lực lượng quân sự lớn tại bán đảo Ả Rập với hàng chục nghìn máy bay chiến đấu và một kho khí tài khổng lồ gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang. Houthi là một phần trong trục phản kháng, tập hợp các lực lượng chống Israel trong khu vực Trung Đông. Houthi có thái độ trung lập với lực lượng chính phủ ở Yemen và đã nắm quyền kiểm soát ở thủ đô Sana'a của Yemen từ năm 2014. Lực lượng này nhận trách nhiệm nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel giữa lúc diễn ra cuộc chiến với Hamas ở giải Gaza. Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông trong tháng qua, bao gồm hai tàu sân bay, các tàu hỗ trợ và hàng nghìn binh sĩ. Từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra tới nay, Mỹ đã thực hiện các đợt không kích nhằm vào lực lượng dân quân liên kết với Iran ở Syria và Iraq để đáp trả một loạt cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở hai quốc gia Trung Đông này. Trong diễn biến mới nhất, các chiến binh của mặt trận hồi giáo kháng chiến Iraq đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ gần sân bay quốc tế Erbil của vùng Kurdistan của Iraq hôm 22 tháng 11. Nhóm vũ trang ở Iraq tuyên bố vụ tấn công là đòn đáp trả tội ác mà Israel đã gây ra đối với dân thường Palestine ở giải Gaza với sự hỗ trợ của Mỹ. Nhóm này cho biết một máy bay không người lái đã được phóng về phía căn cứ và được cho là đã bắn trúng mục tiêu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công mới nếu thấy cần thiết nhằm vào các nhóm mà Washington tin rằng được Iran hậu thuẫn và đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ tại Trung Đông. Quân đội Mỹ đang thực hiện các biện pháp mới để bảo vệ lực lượng ở Trung Đông trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm bị nghi ngờ do Iran hậu thuẫn. Các quan chức cho biết các biện pháp này bao gồm tăng cường tuần tra của quân đội Mỹ, hạn chế tiếp cận các cơ sở căn cứ và tăng cường thu thập thông tin tình báo bao gồm thông qua máy bay không người lái và các hoạt động giám sát khác